quý vị và các bạn, dịp 27 tháng 7 hàng năm là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân với những người thương binh, liệt sĩ, những gia đình có công với cách mạng. Bên cạnh câu chuyện về sự hy sinh, sự mất mát trong chiến tranh, thì chúng ta còn cảm nhận thấy câu chuyện về tình đồng đội, đồng chí. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đồng chí, hai tiếng đồng chí thật là thiêng liêng. Và câu chuyện của chúng tôi, chủ đề ngày hôm nay, đó là tôi kể về đồng đội tôi. Và xin giới thiệu ông Mông Văn Ơn, người sẽ kể chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào ông ạ. Và xin chào quý khán giả. Tôi nhập ngũ tháng 4 năm 70 vào chiến trường Tây Nguyên. Thì lúc tôi vào đến nơi thì đơn vị đang chiến đấu ở đường 19. Từ đấy rồi thì tôi cũng liên tục ở chiến trường Tây Nguyên cho đến khi là nổ súng, thực hiện cái lệnh của Bộ Tổng tham mưu ấy là đánh, chuẩn bị cái chiến dịch là đánh Buôn Mê Thuột và tiến tới là giải phóng Sài Gòn. Thì lúc bây giờ là tôi được tham gia trực tiếp đánh ở Treo Leo, Phú Bổn. Đấy, và đánh ra Tuy Hòa. Đi Tuy Hòa. Đấy, và tôi cũng là người trực tiếp đại đội trưởng đánh trận Đồng Dục Củ Chi. Đấy, thì giải phóng Sài Gòn. Thì tiếp theo thì lại chiến dịch chiến tranh biên giới. Vào đến đánh ở Lò Gò, sau đó sang đến cái Mi Mút khoảng chục cây số. Thì tôi lại nhận lệnh ra phía Bắc. Đấy, thì tháng 11 tôi ra đến phía Bắc thì tháng 12 nhận đơn vị, thì tháng 1, tháng 2 lại xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc. Từ đấy tức là tôi cũng giữ chức đại trưởng, sau đó là tiểu đoàn phó và chủ nhiệm binh chủng hóa học của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Có thể thấy là 20 năm trong binh nghiệp thì ông đã trải qua rất là nhiều mặt trận, tham gia rất là nhiều trận chiến và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm với đồng đội. Đặc biệt là ông Mông Văn Ơn thì giữ chức là đại đội trưởng rất là nhiều năm. Giống như là một người anh cả ấy, mình phải bảo vệ những cái đồng đội của mình. Ở trong đó thì có những cái câu chuyện như thế nào mà đến bây giờ thì ông vẫn không thể nào quên? Mối quan hệ đồng chí đồng đội ấy, cái tình cảm cùng nhau đi vào chiến trường, tôi muốn nói sâu là đi vào chiến trường, thì có lẽ là không có cái gì khác là phải đùm bọc lấy nhau. Đấy, rồi là bảo ban nhau. Đấy, để khi khó, tôi ví dụ như là cái lúc ăn bữa cơm cũng phải nói là hiếm khi là no. À, rồi ai có cái lá thư ấy thì cũng sẵn sàng là đọc thôi chứ không phải một mình đâu. Đấy, tức là đọc thư trước mặt đồng đội ạ. Trước đọc luôn. Vậy thì nếu mà thư về người yêu gửi chẳng hạn. Người yêu gửi thế là cả hội là khoái. À, chắc chắn là những câu chuyện bên cạnh những cái câu chuyện vui về những cái lá thư về người yêu rồi là bạn bè, thì có những câu chuyện khi mà gia đình gửi thư thì cũng có rất là nhiều xúc động và có thể là cùng khóc, cùng cười với nhau, đúng không ạ? Cái có lẽ là cái bức thư tôi nhận được là lúc tôi nhận bố tôi chết. Thì quả thực là cái đấy thì chưa thể chia sẻ ngay được. Đấy, cũng chỉ ngậm ngùi xong là cũng cứ tự nhiên thôi, nó là máu mủ là vậy thôi, cũng phải khóc. Đấy, nhưng cũng khóc không cho ai biết. Đấy, thì sau đó bình tĩnh tất cả rồi thì mới cho đồng đội xem cái lá thư. Đấy, thì thấy cái tình cảm lúc bây giờ là được đồng đội chia sẻ động viên. Được biết là cả năm anh em trong gia đình ông đều vinh dự tham gia chiến trường, thế nhưng cũng là một cái sự lo lắng cho gia đình của ông, đặc biệt là người cha thì bao giờ cũng mong muốn là những đứa con của mình được an toàn và bình an. Như ông có chia sẻ là khi mà sau khi người anh đã vào chiến trường rồi thì tiếp tục đến lượt ông, thì cha cũng không muốn cho đi bởi vì chưa học hết mà, chưa học xong phổ thông, và ông đã quyết định là trốn đi, xin tự nguyện trốn đi khám. Bởi cái này tôi phải nói là cái hồi học cấp 3 thì đang học lớp 9. Nhưng mà trước đó tôi cũng được nghe bố tôi nói với ông bí thư đảng ủy là riêng thằng này là tôi chưa cho đi, phải học hết cấp 3. Thế thì cái gia đình ấy thì có lẽ là
cũng có ảnh hưởng về cái của các anh. Ông có hai ông anh ấy thì lúc bây giờ là ông hy sinh, ông hy sinh kia thì báo tử rồi. Còn cái ông thứ hai là không có thư. Tức là gia đình không nhận được tin tức. Đấy. Thế còn thì tôi đang đi học thì tôi nghĩ là cũng với một cái khí thế chung của thanh niên, yêu cầu của mặt trận thì cũng sẵn sàng, và tôi cũng vui vẻ là thôi bám và trúng tuyển luôn. Cái sự hy sinh của đồng đội nào khiến cho ông ám ảnh nhất ạ? Tôi thì đã ở cái cấp đại trưởng chỉ huy chiến đấu ấy, trực tiếp chỉ huy chiến đấu thì cũng chứng kiến nhiều cái các đồng chí của mình bị hy sinh. Đấy. Thì cái đầu năm 1974 ở một cái trận đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng. Đấy. Thì có thể nói là quân địch ấy thì nó có cả máy bay, có cả xe tăng. Đấy. Thì lúc bây giờ ấy là ta cũng có xe tăng rồi nhưng mà không thể phổ biến như quân ngụy Việt Nam Cộng Hòa được. Đấy, thì nó dùng cả xe tăng, cả máy bay, pháo nó thì sẵn rồi. Đấy, thì là nó tổ chức cái cuộc hành quân lấn chiếm. Vì thực chất tức là sau cái 73 là ta với địch là nó vẫn ở xen kẽ. Tức là quả đồi này là của quân ngụy Việt Nam Cộng Hòa, nó xây thành cái căn cứ luôn. Thế còn ở dưới chân đồi thì là của quân giải phóng. Đấy. Thế bây giờ ta thì ta cũng muốn là xóa cái quả đồi này đi. Phải không? Nhưng mà ngược lại địch thì cũng muốn là cái tuyến đường này là phải thông vào tận Pleiku qua, không có quân giải phóng qua. Thế tức là hai bên đều muốn xóa nhau, ngăn chặn nhau như thế. Thì trong một cái trận đấy thì cái công tác chuẩn bị của ta có biết trước, nhưng cái lực lượng thì nói thật là địch nó vẫn mạnh hơn. Thế cho nên trong cái cuộc chốt chặn, đánh tan cái âm mưu của thằng địch là lấn chiếm cái vùng giải phóng. Thì cái cuộc chiến xảy ra đó thì tôi cũng thấy là cái mình thì chưa kịp cái công sự, tức là làm thì cũng nói đúng ra là chưa kịp ngụy trang. Thì cái ngụy trang này cái phần lớn ngay cái miệng hầm, cái đất đỏ nó vẫn lộ ra, chưa ngụy trang được hết thì đã phải chiến đấu. Thì trong cái chiến đấu đó thì địch đánh pháo, xe tăng bắn trực tiếp, còn pháo 105, cối 81. Thì lúc đầu ấy thì thấy đồng chí đó vẫn bình thường, vẫn chiến đấu, đồng chí là bắn phóng lựu. Phóng lựu thường thì bắn trực tiếp cũng được, bắn cầu vồng cũng được. Đấy. Nhưng mà nó tùy, bởi vì cái số đạn mang theo không được nhiều. Đấy. Cho đồng chí ấy là đã chiến đấu. Nhưng mà tự dưng tôi thấy không thấy có cái dấu hiệu gì nữa. Thì tôi mò lên, tôi sang cái cửa hầm bên đối diện nhìn thì cái mặt đồng chí là nát hết. Cái mũi thì không còn, mắt thì không nhìn được rồi. Đấy. Thế thì cái mồm không nói được. Đấy. Nhưng mà ý tứ là vẫn muốn tôi, tức là tình hình địch như thế nào ấy. Thế nhưng đồng chí bây giờ là cái khẩu phóng lựu cũng không thấy rồi. Tức là nó văng đi đâu cũng không còn nữa. Thế có lẽ là cái lựu đạn ấy vẫn muốn chiến đấu tiếp. Thì tôi thấy tình hình căng quá thì tôi mới báo xuống đại đội là lên lấy thương binh xuống. Thì đồng chí y tá người Thái Bình chạy lên, kéo lên xong vắt lên vai lôi xuống. Thì sau đó đồng chí là hy sinh. Và cái hôm ấy thì tôi cũng bị thương vào vai. Nhưng mà được cái là tay phải vẫn cầm báng súng rồi bóp cò tốt. Tay trái vẫn nâng được cái khẩu AK. Đấy. Cho nên là vẫn chiến đấu được tốt. Đấy. Nhưng mà cái đồng chí của mình đã mất đi rồi ấy, thì tôi nghĩ tôi là chỉ huy. Thế nhưng mà tôi thấy là cũng có lỗi. Bởi vì là cũng không để ý mỗi đồng chí một cửa, thì đại đội trưởng cũng như lính thôi, cũng phải chiến đấu đấy chứ không phải là đại đội trưởng hô không đâu. Cái trường ở đấy bây giờ tôi vẫn đến bây giờ tôi vẫn áy náy là tôi chưa đến được cái gia đình của đồng chí ấy quê Quảng Ninh. Những cái kỷ niệm đó thì không thể nào quên được, và những cái người mà ở khác quê với nhau chẳng quen biết gì cả
tự nhiên là thành đồng đội với nhau, tự nhiên là thành đồng chí với nhau và đúng là thân hơn cả ruột thịt, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ khi mà đã hòa bình rồi thì những cái câu chuyện về sự kết nối giữa những người lính ra sao, và khi gặp lại những cái người đồng đội xưa của mình thì ông có cảm xúc như thế nào ạ? Tôi nghĩ như phóng viên vừa nói, hơn cả anh em. Bởi vì mấy năm gần đây thì những người ở mặt trận có cái điều kiện thông tin tìm được nhau. Đấy. Và tôi cũng nói thật là đã một mình tôi cũng đã đi tận Thái Bình để gặp nhau. Đấy. Chỉ vì ông này là cũng quân của tôi nhưng mà ông ấy dưới một cấp thôi. Nhưng mà cái tên là ơn như nhau. Đấy. Thì là ông bảo mày xuống tao. Đấy. Thế là tôi một mình tôi xuống ôm nhau. Phải không? Bây giờ anh em mình gặp nhau thì ít khi ôm nhau lắm, nhưng mà lính mà gặp nhau thì ôm nhau kinh khủng luôn. Đấy. Và cũng có giọt nước mắt. Năm 16, 17 gì đó. Đi họp cái liên lạc. Tức là cái tốp của Cao Bằng đi họp ban liên lạc ở Hà Nội. Thì cái giờ giải lao. Có một chiến sĩ. Ôm khóc thật. Thế là tôi đoán tôi là những cái thằng này là thằng nào. Nhưng mà nó bảo thủ trưởng khu nhớ em à. Bảo mày phải từ từ đấy chứ. Tao bây giờ tao chưa nhớ ra được nhưng mà rồi tao sẽ nhớ ra, mày phải từ từ. Nhưng mà nó khóc thật. Đấy. Nhìn mặt mũi nó để coi không biết một tí nào. Đấy. Thế là anh ta là quê Vĩnh Phú, Hạ Hòa Vĩnh Phú. Cái tình cảm nó như thế, ôm nhau khóc, rơi nước mắt thật sự. Thế mà anh ta nói là cái lúc Campuchia là em không tìm thấy thủ trưởng nữa. Nhưng anh Campuchia ra Cao Bằng mà, ra Cao Lạng, không tìm thấy thủ trưởng. Em nghĩ là thủ trưởng chết rồi. Đấy. Cái tình cảm không biết nó từ lúc nào mà nó gắn với nhau. Và tôi nói thật là năm 2019 này, một mình từ Thái Nguyên lên đây. Và em sẽ ngủ với thủ trưởng mấy tối. Thế tôi bảo không được, ngủ tối nay thôi. Mai về xem thế nào cùng tao đi Điện Biên. Thế thì em đi cùng. Thế là về nhà chuẩn bị là xe ở đây xuống là tốp 7 người là đi Điện Biên. Đấy, nó là cái tình cảm con người, cái lính tráng với nhau thì nhiều cái cũng ngoài cái sự tưởng tượng. Và vui nhất là những cái chuyến xe mà đồng đội với nhau, ví dụ đi cùng một chuyến xe rồi mọi người hát với nhau trên xe, rồi nói chuyện trên xe, sau đó là đến cái chiến trường xưa, thăm lại những người còn sống, những người đã hy sinh. Đúng là quả thật là đó là những cái phút giây không thể nào mà có thể diễn tả được bằng lời, đúng không ạ? Có một chuyến là cái chuyến này là cái hội đồng ngũ thăm chiến trường. Đấy, thì quả thật là trên xe hát những cái bài hát ngày xưa thì hát được. Nhưng mà hát thì bây giờ cũng những ông hát được thì ít thôi, cái giọng bây giờ là một số hát được thôi. Nhưng mà cái khí thế vẫn thế. Đấy, hát rồi vào thắp hương rồi của cái những cái giây phút nó phải nói là không biết tả thế nào được. Đấy. Chứ còn bây giờ cũng cứ phải nói là có cái anh hy sinh thì mới có cái anh ở đây. Đúng không? Thế nhưng mà đi vào cái nghĩa trang mà lại không biết tên, chưa có tên. Phải không? Thì cái lần đi thắp hương ông anh ở cái nghĩa trang Nghệ An ấy, thì mới có một cái bài thơ lúc bây giờ thuộc, bây giờ không thuộc. Đấy. Tức là anh có tên không phải anh không có tên. Phải không? Anh có tên từ thuở bố mẹ đặt cho rồi mà. Đúng không nào? Cái lúc đi bộ đội có tên chứ. Anh cũng xuất thân từ cái cuốc, cái sẻng, từ cây ngô, cây lúa, cây khoai, đại thể cái đại ý của cái bài thơ của một nhà báo. Sau đó là Bộ Lao động Thương binh Xã hội là phải thay hết cái chỗ là vô danh. Và phải ghi vào đó là chưa biết tên. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện của ông Mông Văn Ơn thì chúng ta đã thấu hiểu hơn sự hy sinh, sự mất mát to lớn trong chiến tranh và đặc biệt là tình cảm đồng chí, đồng đội. Phải có những cái sự hy sinh mất mát đó chúng ta mới có được thời bình như ngày hôm nay, để không phải nghe tiếng bom rơi, đạn nổ, để không biết mùi khói bom là như thế nào. Đó là một sự hạnh phúc. Và kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành phần cuối của chương trình để ông nói một lời với những người đồng đội xưa của mình.
Và đây cũng chính là lời kết cho chương trình ngày hôm nay, chương trình nhân dịp 27 tháng 7. Vâng. Nhân dịp ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, tôi cũng xin nói với các đồng chí đồng đội rằng chúng ta chắc chắn rồi sẽ không bao giờ quên những đồng chí đồng đội của mình đã hy sinh. Và những đồng chí bây giờ cái thân thể không còn nguyên vẹn, đã bỏ một phần xương máu ở chiến trường. Tôi hy vọng rằng một thời chúng ta đã vượt qua được và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì lúc này thì cũng mong các đồng chí chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ. Là những cái hình ảnh đã được ghi sâu trong lòng nhân dân. Và bây giờ chúng ta thấy cái dịch Covid-19 thì các đồng chí đồng đội cái thời sau chúng ta hiện nay cũng đang làm tốt cái việc đó. Và chúng ta ủng hộ chính phủ với tinh thần cao nhất để cái dịch phòng chống dịch Covid-19 này đạt được cái mục tiêu như chính phủ đề ra, gọi là mục tiêu kép. Đấy. Toàn dân mong muốn như vậy, chúng ta cũng mong muốn như vậy để có một ngày an lành, tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn một lần nữa.